5 chiếc bánh mến chào anh chị em. Trên nhóm Facebook hẹn hò công giáo, với hơn 200.000 thành viên tham gia, Facebook Nguyễn Hải đang là quản trị viên của nhóm Facebook hẹn hò công giáo, vừa chia sẻ video MC Cát Tường lên tiếng kêu gọi mọi người, đặc biệt là fan hâm mộ của mình, hãy đến nơi linh thiêng trung tâm hành hương Đức Mẹ núi cúi xin ơn. MC Cát Tường là một người ngoại đạo nhưng tấm lòng của cô rất yêu mến Đức Mẹ Maria bên đạo công giáo. Trong nhà cô cũng có tượng Đức Mẹ Maria được để vị trí trang trọng. Được biết MC Cát Tường được Đức Mẹ Maria bán rất nhiều ơn lành xuống gia đình MC Cát Tường, nên cô rất tôn kính ảnh tượng Đức Mẹ Maria. Mỗi lần có dịp đi ngang qua nơi có trung tâm hành hương Đức Mẹ là MC Cát Tường lại ghé vào cầu nguyện và xin ơn. Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria luôn đồng hành với cô và gia đình cô. Mời anh chị cùng nghe MC Cát Tường nói về trung tâm hành hương Đức Mẹ núi cúi. Tường là người ngoại đạo thôi nhưng mà Tường cũng tìm đến những nơi linh thiêng và Tường để mà mình cầu nguyện. Thì mọi người có dịp thì cứ đến chỗ Thống Nhất ở Trảng Bom á, Thống Nhất Định Quán, Đồng Nai, mình cứ lên thử danh núi cúi để mình xem. 5 chiếc bánh mến chào anh chị em. Gần đây trên Facebook của nghệ sĩ Cát Tường đăng tải bài viết lòng tin của mình về Đức Mẹ qua lời kể của người bạn thân về các phép lạ Đức Mẹ hiện ra tại nhiều nơi trên thế giới. Nghệ sĩ Cát Tường đã rước 3 tượng Đức Mẹ tại châu Âu về. Dù cô không phải đạo công giáo nhưng có lòng tin vào Đức Mẹ rất lớn. Vào ngày 5 tháng 9, cách ngày lễ sinh nhật Đức Maria 3 ngày, trên Facebook của MC Cát Tường có đăng tải bài viết như sau. Nguyên bài viết trên Facebook nghệ sĩ Cát Tường về tượng Đức Mẹ. Chúa Nhật an lành. Mình khoe tí nè, mình thỉnh 3 tượng Đức Mẹ này khi đi du lịch châu Âu cách đây 2 năm, định về tặng một vài người bạn thân có đạo, hữu duyên mà cuối cùng chưa tặng ai hết, nên mình trưng bày trên cao. Lý do mua về là mình nghe ông anh mình kể về những câu chuyện Đức Mẹ hiện ra rất linh thiêng ở Bỉ, Bồ Đào Nha và Đức. Mình có lòng tin với các đức tin của các đạo và mình nghe nói người ngoại đạo nếu thành tâm cầu nguyện cũng sẽ rất linh nghiệm. Con cầu xin Đức Mẹ ban sức khỏe và bình an cho chúng con, giúp chúng con nhanh chóng vượt qua đại dịch cúm tàu, cầu nguyện. Bài viết thu hút tất cả anh chị em công giáo quan tâm, trong đó cũng có những bình luận tiêu cực của những người theo đạo Phật có ý xúc phạm lăng mạ đạo công giáo chúng ta, được chị Cát Tường phản biện ngay lập tức. Một lần nữa, xin chúc cho nghệ sĩ Cát Tường bình an trong Chúa và Mẹ Maria, cầu cho sự nghiệp của chị được tiến triển tốt đẹp. MC Cát Tường, tên đầy đủ là Nguyễn Trí Cát Tường, quê quán tại Huế. Cát Tường sinh ngày 12 tháng 12 năm 1977, 42 tuổi. Năm 4 tuổi, gia đình cô chuyển về Vĩnh Long. Năm 1995, Cát Tường lên thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Cô đậu thủ khoa đầu vào của Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Khi ra trường, Cát Tường vào biên chế Nhà hát kịch thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 1996 đến năm 2001, Cát Tường làm ca sĩ, đoạt được giải ba cuộc thi tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm 1996. Năm 2001, cô lập gia đình và tạm dừng các hoạt động nghệ thuật. Năm 2006, cô quay lại thành phố Hồ Chí Minh làm diễn viên tại sân khấu kịch 5B Võ Văn Tần với nhiều vai diễn. Với sân khấu kịch nói, cô có được những thành công như huy chương vàng tại Hội diễn kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2009, huy chương bạc tại Liên hoan sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2012, huy chương vàng tại Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 2015. Ngoài sự nghiệp là một diễn viên, người dẫn chương trình nổi tiếng trong nước, là gương mặt quen thuộc với khán giả, không chỉ ở chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng MC Quyền Linh.